huấn luyện viên Đức Thắng mỉa mai Hoàng Anh Gia Lai đá triệt hạ. Ông Nguyễn Đức Thắng công kích Hoàng Anh Gia Lai, cho rằng đội khách cố tình vào bóng triệt hạ các cầu thủ trụ cột của thể công để giành chiến thắng 1-0 tại vòng 16 V-League 2023-2024. Trên sân hàng đẩy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, một số cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai như Dụng Quang Nho hay Đinh Thanh Bình liên tục phạm lỗi nguy hiểm với Pedro Henrique, chân sút chủ lực của thể công, người đã có 4 bàn ở V-League và cúp quốc gia dù mới đến đầu tháng 3. Hệ quả, ngoại binh của chủ nhà bị đau, phải rời sân ngay phút thứ 10. Một cầu thủ khác của thể công phải đối mặt với nhiều pha vào bóng nguy hiểm là Quốc Văn Khang. Trận này Hoàng Anh Gia Lai phải nhận 5 thẻ vàng, trong đó có một cho lỗi phản ứng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Mất Pedro, thể công gặp khó trong việc triển khai tấn công. Họ tung ra nhiều cú dứt điểm nhưng không ghi được bàn và thua 0-1 bởi bàn phản lưới của trung vệ Bùi Tiến Dũng phút 26. Phải nói rằng, chiến thuật trận này của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành hay, huấn luyện viên Đức Thắng nhận xét. Chiến thuật đó triệt tiêu các cầu thủ quan trọng của thể công. Tôi cho rằng đó là hay. Nhưng chiến thuật đó không đúng với phong cách của Hoàng Anh Gia Lai. Có lẽ phải đặt cho Hoàng Anh Gia Lai một cái tên kiểu khác. Nhờ mọi người đặt giúp. Từ nhiều năm qua, Hoàng Anh Gia Lai được biết đến với tôn chỉ đá đẹp. Bầu Đức thậm chí nhiều lần khẳng định muốn đội nhà đá đẹp kể cả thua, và nhiều lần kỷ luật các cầu thủ vào bóng nguy hiểm, mang tính triệt hạ đối thủ. Trái lại, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thường xây dựng lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh khi dẫn dắt Sài Gòn Fan Club hay câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 2. Khi được hỏi làm thế nào để cân bằng về khác nhau về phong cách kể trên, ông Thành nói với VnExpress rằng đã trao đổi với Bầu Đức và thống nhất việc đầu tiên là phải giữ được bản sắc đá đẹp. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng Hoàng Anh Gia Lai thường phòng ngự không tốt nên cần làm lại. Theo hướng vừa phải xây hệ thống phòng ngự chắc chắn hơn, đồng thời phải giữ bản sắc đá đẹp. Việc đó chắc chắn rất áp lực với tôi, nhưng tôi sẽ kiên định, ông nói khi đó. Hôm qua, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được nhắc tới nhiều nhất là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Anh có nhiều pha cản phá, giúp đội nhà sạch lưới. Được hỏi về cựu thủ môn U23 Việt Nam, huấn luyện viên Đức Thắng nói, chúc mừng Bùi Tiến Dũng. Trận này Tiến Dũng may mắn bởi cầu thủ của tôi toàn đá vào cầu ấy hoặc đá ra ngoài. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thì hết lời khen Bùi Tiến Dũng. Ông cho hay, phải nhìn nhận Hoàng Anh Gia Lai đã may mắn trận này, thể công tạo ra nhiều cơ hội nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chơi tốt. Cuộc đua trụ hạng còn khó lắm. Trận này, người ta bảo bóng đá của Hoàng Anh Gia Lai xấu xí nhưng chúng tôi không đá dài, mà phát triển từ dưới lên. Trụ hạng mà, khi có bàn rồi thì phải giữ điểm. Thua trận này, thể công tụt xuống thứ 12 với 17 điểm sau 16 trận ở giải vô địch quốc gia Naipop 2023-2024. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai thoát khỏi vị trí áp chót, lên thứ 11 với 18 điểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.